có người của chính phủ cũng đến trường. Bọn họ đã nghiên cứu ra vũ khí chí mạng giết Koro. Đây là lần gặp cuối cùng của Koro và các bạn học sinh. Hắn trở thành giáo viên cho mọi người, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Theo sau cú nổ trong màn hình, chính phủ tuyên bố tiêu diệt triệt để sinh vật bí ẩn. Vốn dĩ là thời khắc ăn mừng vui vẻ, các bạn học sinh lại rơi nước mắt. Trải qua những ngày bên nhau sớm tối, mọi người đều thích người thầy này. Lúc này, có người đưa khăn giấy cho nam sinh. Đợi đã, đây không phải thầy sao? Cuối cùng hắn vẫn không bỏ được nhóm học sinh này. Hơn nữa hắn còn có một ước định chưa hoàn thành, giết chết hắn mới có thể tốt nghiệp. Cho nên học kỳ sau gặp lại trong lớp học ám sát. Có người của chính phủ cũng đến trường. Bọn họ đã nghiên cứu ra vũ khí chí mạng giết Koro. Đây là lần gặp cuối cùng của Koro và các bạn học sinh. Hắn trở thành giáo viên cho mọi người, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Theo sau cú nổ trong màn hình, chính phủ tuyên bố tiêu diệt triệt để sinh vật bí ẩn. Vốn dĩ là thời khắc ăn mừng vui vẻ, các bạn học sinh lại rơi nước mắt. Trải qua những ngày bên nhau sớm tối, mọi người đều thích người thầy này. Lúc này, có người đưa khăn giấy cho nam sinh. Đợi đã, đây không phải thầy sao? Cuối cùng hắn vẫn không bỏ được nhóm học sinh này. Hơn nữa hắn còn có một ước định chưa hoàn thành, giết chết hắn mới có thể tốt nghiệp. Cho nên học kỳ sau gặp lại trong lớp học ám sát. Có người của chính phủ cũng đến trường. Bọn họ đã nghiên cứu ra vũ khí chí mạng giết Koro. Đây là lần gặp cuối cùng của Koro và các bạn học sinh. Hắn trở thành giáo viên cho mọi người, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Theo sau cú nổ trong màn hình, chính phủ tuyên bố tiêu diệt triệt để sinh vật bí ẩn. Vốn dĩ là thời khắc ăn mừng vui vẻ, các bạn học sinh lại rơi nước mắt. Trải qua những ngày bên nhau sớm tối, mọi người đều thích người thầy này. Lúc này, có người đưa khăn giấy cho nam sinh. Đợi đã, đây không phải thầy sao? Cuối cùng hắn vẫn không bỏ được nhóm học sinh này. Hơn nữa hắn còn có một ước định chưa hoàn thành, giết chết hắn mới có thể tốt nghiệp. Cho nên học kỳ sau gặp lại trong lớp học ám sát. Có người của chính phủ cũng đến trường. Bọn họ đã nghiên cứu ra vũ khí chí mạng giết Koro. Đây là lần gặp cuối cùng của Koro và các bạn học sinh. Hắn trở thành giáo viên cho mọi người, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Theo sau cú nổ trong màn hình, chính phủ tuyên bố tiêu diệt triệt để sinh vật bí ẩn. Vốn dĩ là thời khắc ăn mừng vui vẻ, các bạn học sinh lại rơi nước mắt. Trải qua những ngày bên nhau sớm tối, mọi người đều thích người thầy này. Lúc này, có người đưa khăn giấy cho nam sinh. Đợi đã, đây không phải thầy sao? Cuối cùng hắn vẫn không bỏ được nhóm học sinh này. Hơn nữa hắn còn có một ước định chưa hoàn thành, giết chết hắn mới có thể tốt nghiệp. Cho nên học kỳ sau gặp lại trong lớp học ám sát.